chiêm ngưỡng ngôi làng truyền thống đẹp nhất Hàn Quốc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wanderlust Tip Cẩm Nang Du Lịch. Nhà một tầng truyền thống Rangkeul-jae được biết đến là khách sạn Hanok đầu tiên ở Seoul. Theo mình cùng quay ngược thời gian qua ngưỡng cửa Rangkeul-jae để ngắm nhìn một trong những khu phức hợp quyến rũ nằm ở làng Hao, An Đông đã tồn tại được hơn 600 năm. Wow. Sở hữu 4 ngôi nhà truyền thống được thiết kế thân thiện với thiên nhiên từ những nguyên liệu như rơm, gỗ và đất. Mỗi căn phòng ở đây đều cung cấp một không gian ấm cúng với đồ nội thất truyền thống và phòng tắm riêng biệt kết hợp cùng bồn tắm xoáy nước Hinoki Cypress độc đáo. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp lịch sử của mảnh đất này. Dừng chân tại vài góc tường hay ngay chính lối đi vào ngôi làng để sống ảo là bạn đã mang về cho mình một núi hình đẹp rồi đây. Đắm mình trong khung cảnh yên bình của ngôi làng cổ xưa và những ngôi nhà Hanok lấp ló bên dòng sông nát đông thơ mộng chắc chắn sẽ khiến bạn quên cả lối về. Thật đáng tiếc nhưng mình và mọi người phải tạm chia tay ngôi làng Rangkeul-jae để tiếp tục hành trình khám phá Hàn Quốc đây. Đừng quên trải nghiệm ngôi làng truyền thống này khi có dịp đến thăm xứ sở Kim Chi bạn nha.